AFC tiết lộ 5 cầu thủ U23 Việt Nam bị loại trước U23 châu Á 2024. AFC vừa công bố danh sách các đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Theo bản danh sách này, 5 cầu thủ bị loại của U23 Việt Nam cũng được hé lộ. Hôm nay, 10 tháng 4, AFC đã công bố danh sách 16 đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Theo đó, mỗi đội được đăng ký 23 cầu thủ với tối đa là 3 thủ môn. Về danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam, có 5 cái tên bị loại không nằm trong các cầu thủ được AFC công bố là Đoàn Huy Hoàng, Bình Phước, Nguyễn Hồng Phúc, Thể Công Viettel, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Trường, Hà Nội FC, Nguyễn Đức Phú, PVF, Công an Nhân dân. Tuy vậy, những gương mặt này vẫn có cơ hội tham dự giải khi AFC cho phép các đội bóng điều chỉnh danh sách lần cuối cùng 24 tiếng trước trận ra quân gặp Kuwait ngày 17 tháng 4, trận đấu giao hữu gặp U23. Jordan vào lúc 1 giờ rạng sáng ngày 11 tháng 4 là cơ hội để nhóm cầu thủ nói trên ghi điểm với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhằm có cơ hội thi đấu tại giải sắp tới. Trong danh sách được AFC công bố, đáng chú ý là sự xuất hiện của hậu vệ Phan Tuấn Tài. Cầu thủ này được VFF thông báo đã gặp chấn thương và không kịp bình phục cho vòng chung kết U23 châu Á 2024.